Nè chị, xíu nữa em mặc cái áo dài này nè, chị coi làm tóc của em sao mà cho hợp với cái áo dài này nha. Ủa em, cái áo dài này là giống áo dài cô dâu á gì em? Ờ, đúng rồi, đâu phải lần đầu tiên chị thấy áo dài cô dâu đâu, làm gì chị bất ngờ dữ vậy? Ừ, khoan, là bữa nay là em làm cô dâu chứ em đi tiệc hả? Ủa vậy sao nãy giờ em không nói chị? Ờ thì đúng rồi, em là cô dâu, nhưng mà em thích cái style nhẹ nhàng giống như đi tiệc vậy đó. Ờ em nói gì đâu được em, trời ơi, makeup cái nào thì em phải bút rõ cái đó. Tự nhiên bây giờ tự nhiên em làm cô dâu mà em bút chị đi tiệc là sao? Em phải makeup cô dâu chứ. Không sao đâu chị, đâu còn makeup cô dâu đâu, makeup nhẹ nhàng như vậy em thấy cũng xinh mà. Em làm vậy là em đang qua mặt chị, em nhỏ mặt với chị hả? Em đâu có làm gì đâu mà qua mặt chị, nhưng mà em nói thiệt, chị makeup như vậy nè, nhìn mặt em xinh thiệt á. Không em ơi, thí dụ như mà em muốn nhẹ nhàng á thì chị cũng sẽ có kiểu nhẹ nhàng cô dâu cho em, chứ em đâu thể nào mà tự nhiên vậy em bút makeup tiệc là sao, là em cái giá tiền tiệc nó khác với tiền cô dâu ha. Thí dụ như makeup cô dâu thì cái lông mi nó sẽ gắn khác, má hồng nó đánh khác, cái nền nó sẽ chắc hơn, son môi nó cũng sẽ đậm hơn một xíu hay như thế nào đó, chứ makeup vậy là em đang qua mặt chị đó em. Ủa Sa ơi, xong chưa em? Nửa tiếng đồng hồ nữa đàn trai qua tới làm lễ rồi còn ngồi đây. Ờ sắp xong rồi, giờ làm tóc nữa là xong rồi anh An. Ừ, nhanh nhanh đi. Khoan, bây giờ 30 phút, 10 phút, 20 phút gì tôi không cần biết. Bây giờ cô ngồi đây cho tôi tẩy trang. Ủa làm sao? Nãy giờ làm cái gì rồi mà bây giờ tẩy trang? Bây giờ anh coi em anh à, em anh á bút tôi makeup tiệc, mà trong khi hôm nay là em anh làm cô dâu. Rồi thí dụ bây giờ đem cái mặt đi tiệc này chụp hình lên, rồi lỡ như mà ai hỏi anh makeup á, rồi nói tôi makeup, rồi tôi làm nghề sao hả? À không phải, hôm nay không phải là tiệc cưới gì đâu, hôm nay là tiệc báo hỷ thôi à, chỉ cứ làm nhẹ nhàng theo em ý em nói là nói được. Nói vậy sao được, cái nào rõ ràng cái đó chứ. Thôi bây giờ cũng gấp lắm rồi, chị cứ làm mặt cho em tôi theo như em tôi yêu cầu, xong rồi ví dụ như là tiền á thì tôi sẽ trả cho chị làm mặt cô dâu được không? Được rồi, chị nhanh tôi nha, nhanh lên nha. Bây giờ à, à mời chị ngồi. Tôi xong rồi đó, anh thanh toán giúp tôi còn về nữa. Thì như tôi đã hứa lúc nãy là tôi sẽ trả tiền cho chị với cái giá mà chị làm mặt cô dâu. Rồi tôi sẽ gửi thêm chị một ít, coi như là tiền xăng xe đi lại cà phê hả? Chị cho tôi số tài khoản đi. Thiệt á, một tháng mà gặp 10 khách giống như em anh á, chắc tôi nghỉ làm luôn á. Chị cũng thông cảm, tại lúc đầu nó không rõ ràng với chị, tại nó không chịu làm mặt đậm, nó thích làm nhẹ nhàng á mà. Trên đời, 10 năm á tôi đi làm nghề lần đầu tiên mới gặp cái loại khách giống như em gái anh vậy. Bộ em tôi làm cái gì chị khó chịu dữ lắm hay sao mà chị gọi là cái loại khách, loại này loại kia là sao chị? Mới nói có một xíu dễ nảy lên. Thôi, tiền tôi nhận được rồi, giờ tôi về. Tôi không có thời gian đâu đây ngồi đó coi với anh. Ủa anh, bà kia bà chửi anh nữa hả? Chửi cái gì đâu, thì nói cái loại này loại kia thôi. Ủa mà rốt cuộc là em bút nhỏ nẻ đâu vậy? Sao mà nói chuyện không rõ ràng để người ta tới làm rùm beng lên hết trơn vậy? Trời ơi, em bút bà ở trên mạng á. Nhưng mà trước khi bút em có nói với chị là em thích nhẹ nhàng trong trẻo thôi, em không có thích làm đậm. Tại vì dù gì cũng chỉ là tiệc đính hôn thôi à. Ai ngờ đâu. Mà anh coi đó, nè, anh coi tin nhắn nè. Cái tin nhắn này em nhắn rõ ràng với bả luôn là em nói là em mặc áo dài, nhưng mà makeup cho em giống như đi tiệc vậy đó. Nhưng mà ai ngờ bả qua tới cái bả nhìn thấy cái áo dài xong cái bả thay đổi thái độ luôn, bả chửi em. Kiểu mà bả dằn mang sáng chén em luôn á. Anh biết mà. Thôi kệ đi, hôm nay ngày vui của em, đừng để lời qua tiếng lại. Mốt có gì á thì nói rõ ràng với người ta, thỏa thuận cho rõ ràng, đừng để hiểu lầm xong rồi phiền phức như vậy nha. Dạ em biết rồi. Thôi làm lễ nguyên ngày mệt rồi, vô phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Gì vậy? Chó rồi. Cái chị makeup cho em ngày hôm qua đó, tự nhiên chị đăng bài lên mạng xã hội bóc phốt em. Ủa lần sao? Bộ em có nói chuyện qua chuyện lại gì với bà nữa không mà sao giờ phốt? Em có nói gì đâu, em còn tính hỏi anh có trả tiền thiếu cho chị không nữa kìa. Anh trả đủ tiền, mà không những trả đủ anh còn trả thêm nữa, chứ làm gì có chuyện thiếu. Nè, anh coi đi. Cô dâu khôn lỗi, bút makeup đi tiệc, có ai trả lương cho công nhân là giám đốc rồi bắt đi làm 8 tiếng không? Không có tiền thì đừng có bút. Ủa là làm sao trời? Phốt vậy là được cái gì?
Mà vấn đề là cái tấm hình mà chị post em á là có hình ba mẹ chồng với chồng em trên đó nữa. Rồi giờ sao em nói chuyện với ba má chồng em? Em gọi điện với bảo nói chuyện vụ này chưa? Hồi nãy em gọi rồi, nhưng mà chị nói đây là cái bài học đáng giá cho những người như em rồi tắt máy ngang luôn. Làm sao trời, làm vậy đến chi trời? Em đưa số điện thoại đây, em gọi điện nói chuyện cho. Alo. À, chị ơi, tôi là anh của cô dâu hôm qua. À, tôi muốn hỏi chị. Sao vậy anh? Thật máy rồi. Đó, anh thấy chị đâu quá đáng chưa? Chị đăng lên mạng xã hội như vậy á, có hình em với chồng em. Người ta vô người ta chửi em mà cũng có người bên em nữa. Nhưng mà em thấy người ta chửi nhiều hơn. Để đi. Em có địa chỉ của nhỏ đâu? Em có. Ừ, anh với em đi qua bên đó nói chuyện đàng hoàng. Đi. Chào chị, tôi có thể vô nhà được không? Lại gì nữa? Ủa? Hai người qua đây làm gì vậy? Tôi qua đây là muốn hỏi chị về cái bài post mà chị đăng lên trên mạng, post em gái tôi á. Nè, nếu mà muốn qua đây nói chuyện đó thì tôi không có nói ha. Còn nếu mà muốn xin lỗi hả, tôi cũng không có gỡ xóa cái bài đó đâu, ok? Vậy tôi hỏi chị nè, em gái tôi làm gì sai mà chị post nó? Tôi trả tiền cho chị cao hơn những gì chị làm mà chị post là post cái gì? Em gái của anh nó sai đúng gì không quan trọng. Trong nghề tôi biết được rồi. Ủa chị nói vậy, tại sao trong nghề chị biết rõ, trong khi em là khách hàng của chị em có quyền được biết chứ? Nè em gái, chị nói cho em biết nha, trong nghề của chị có điều cấm kỵ. Em bút tiền thì phải cho ra tiền, còn muốn làm cô dâu thì bút cô dâu. Khi mắc cái gì mà em treo đầu dây bắt thịt chó vậy? Nè, tôi không biết là điều cấm kỵ trong nghề của cô như thế nào, nhưng mà tôi là khách hàng nha. Thứ nhất, ví dụ như em gái tôi làm mặt cô dâu mà bút chị với cái giá làm mặt tiệc á thì chị phốt tôi không nói. Còn đằng này á, chị làm mặt tiệc cho em tôi mà tôi trả tiền làm mặt cô dâu thì chị phốt ở đây là phốt cái gì? Thôi đi, chứ không phải em gái của anh chơi giá cao hả? Nếu như mà cảm thấy cao quá thì mình có thể bút một cái đơn vị khác ha. Còn mình không có tiền thì mình cũng phải có lòng tự trọng hoặc cái sự chân thật ở đây chứ, làm gì kiểu như em gái của anh. Ủa chị, em thấy chị hơi quá đáng rồi nha. Em quá đáng chỗ nào? Em có làm gì chị đâu mà chị nói tới cái mức này. Em đi nó, để nói chuyện. Sợ. À, bây giờ tôi hỏi chị nè, em gái của tôi có quỵt tiền của chị hay không? Không. Tôi có trả tiền cho cô cao hơn những gì cô làm hay không? Có. Ừ, vậy thì cô phốt cái gì? Em tôi yêu cầu sao thì chị làm vậy. Chừng nào tôi không trả tiền cho chị đi thì chị hắn làm rùm beng lên. Bây giờ chị cũng đã làm rùm beng rồi thì tôi cũng làm rùm beng với chị luôn. Nãy giờ tôi quay clip lại rồi, tôi sẽ up cái đoạn clip lên trên mạng để coi thử coi mạng xã hội nói coi chuyện này ai đúng ai sai nha. Nè, cái này là anh đang sai đó nha. Tôi sai luôn đó. Bây giờ tôi sai tôi cứ đăng đó, chị làm cái gì tôi? Anh có biết là anh đang phá hoại công việc của tôi mà. Vậy thì chị đăng cái bài post đó lên, chị phá hoại cuộc sống của em tôi thì sao hả? Thì sao chị? Là tôi sai, được chưa? Bây giờ tôi sẽ gỡ cái bài post của em anh. Khỏi. Bây giờ tôi với em tôi cũng không cần chị gỡ cái bài post đó xuống. Cô để yên cái bài đó cho tôi, tôi cũng để yên cái clip này để trên mạng coi người ta nói cái gì nha. Chị làm dịch vụ chứ không phải làm cha làm mẹ của người ta, muốn leo lên đầu khách hàng muốn nói gì thì nói. Tôi nói cho chị biết, không phải cái gì á cũng đem lên trên mạng xã hội đâu. Làm cái gì thì làm, động não chút xíu. Mạng xã hội này là con dao hai lưỡi, đừng có dựa vô nó, muốn phốt ai phốt. Về em.